thiếu hư hỏng và những lần lạc loai ai cũng đi giày trắng nhưng anh hiếu lại đi giày xám, ai cũng mặc quần đen nhưng anh hiếu lại mặc quần trắng, ai cũng giơ tay chào nhưng anh hiếu lại cô giơ tay, cô ai đội mũ nhưng anh hiếu lại đội, mọi người đều đeo cặp màu đen nhưng anh hiếu lại đeo cặp màu xanh, ai cũng đều mặc áo dài tay nhưng anh hiếu lại mặc áo ngắn tay, ai cũng ngồi ngoài nhưng anh hiếu lại ngồi trong, ai cũng mặc áo đen nhưng anh hiếu lại mặc áo màu trắng, cô ai mặc áo có cổ nhưng anh hiếu lại mặc có cổ, cô ai cầm gì nhưng anh hiếu lại cầm túi đồ